Vâng, em Buzi Auto xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto. Và thưa quý vị các bạn, trong ngày hôm nay, một ngày thời tiết khá là nắng nóng, không có một gợn mây luôn. Vâng, tại phim trường của Buzi Auto lại mới về một chiếc xe thương hiệu đến từ Mỹ, Ford Focus, sản xuất năm 2005, màu trắng ngọc trinh khá là bắt mắt. Form dáng đẹp, kiểu dáng cũng khá là ok, và một mẫu sedan phân khúc hạng B. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi, cực kỳ thoải mái, máy xăng 1.8 cực kỳ khỏe khoắn và đặc biệt sử dụng hộp số tự động cực kỳ dễ dàng sử dụng. Với giá 172 triệu đồng, đây là một lựa chọn khá là ok cho mọi người. Dạ, ở đâu giá rẻ, ở đó có Buzi Auto. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc Ford Focus khá là đẹp như này. Giá thì rất là mềm rồi, so với thị trường xe số tự động thì chắc chắn chiếc xe này hơn đứt luôn, chỉ bằng ngang một chiếc xe số sàn. Form dáng thể thao, kiểu dáng đẹp. Vâng, đèn đóm các thứ là rất là ok. Và tại Buzi Auto chỉ có giá 172 triệu đồng thôi nhá, đặc biệt cực kỳ luôn ạ. Vâng, chiếc xe hạn đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. Đèn halogen cực kỳ là sáng. Vâng, đèn xi nhan thì mọi người cũng có thể nhìn là màu đèn form mới cũng rất là ok. Đèn gầm sử dụng đèn halogen và logo Ford nổi bật. Con này có một cái điểm trừ là mở cốp thì phải mở bằng logo Ford ở phía đằng trước. Còn ở đâu thì toàn bộ chiếc xe thì không có cái gì phải nghĩ ngợi luôn. Đặc biệt là phần sơn si tổng thể của chiếc xe quá là ok rồi. Trắng sáng luôn, trắng như ngọc trinh, trắng từ đầu đến cuối. Vâng, chiếc xe sử dụng 4 lốp vẫn còn tương đối khá là bền với thời gian. Lốp từ 2015 mà đến bây giờ vẫn còn đi được thì chứng tỏ là chủ nhân quá là ít đi luôn. Sử dụng vành la răng 9 chấu nguyên bản theo hãng của Ford và phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn. Cua lốp thì khá là ổn luôn. Đó, mọi người nhìn nhá, vẫn còn tương đối khá là ok. Với cái giá 172 triệu đồng, đố quý vị các bạn mua đâu được chiếc xe như thế này. Xi nhan kết hợp trên thân. Gương thì con này có một điểm trừ là gương chiếu hậu khá là nhỏ, nên là phải gắn thêm gương cầu lồi để tăng khả năng quan sát. Kính của chiếc xe là kính zin toàn bộ luôn. Kính zin nhá, không mất một chút kính nào luôn. Đây mọi người nhìn nhá, kính zin đẹp đẹp luôn. Đấy, kính zin hãng Ford. Vâng, chiếc xe đẹp như thế này, giá quá là mềm rồi. Đây mọi người có thể nhìn này, cần số tự động luôn nhé. Cần số tự động, có cả chức năng gẩy số thể thao. Vâng, đấy. Và đặc biệt là chiếc xe lại được gắn thêm màn hình giải trí 4K luôn, cực kỳ to, cực kỳ hầm hố, âm thanh đập bass thì cực kỳ chắc luôn. Riêng dòng Ford này, âm thanh của Mỹ thì không cái gì phải chê trách. Vâng, màn lè này, đấy. Tappy này sạch sẽ luôn. Tappy không thể chê đâu được. Vâng, keo chỉ con xe này thì cực kỳ là ok. Keo chỉ không phải nghĩ ngợi luôn. Cửa kính đóng mở ngon luôn. Em bật chìa khóa điện lên. Chiếc xe này có một điểm trừ là đang bị yếu pin một chút, yếu ắc quy. Còn đấy, kính cửa một chạm luôn, sử dụng hoàn toàn bình thường. Âm thanh đặc biệt nổi trội luôn. Và đây, mọi người có thể nhìn là phần bản lề đây. Đấy, nội thất ghế da là nguyên bản nhá. Ghế da nguyên bản hãng Ford. Đấy, âm thanh đã nổi lên rồi, cực kỳ to. Thôi, lại bật. Em là rất ghét cái âm thanh này vì là nó hay bị bắt bản quyền YouTube lắm. Chiếc xe thì có túi khí cho người lái ở bên vô lăng và bên này thì không có. Vâng, chỉ có bên người lái thôi. Phần cánh cửa thì đóng mở êm khít chắc chắn và kính là kính zin. Đã được gắn phim cách nhiệt và tappy thì sạch sẽ không khoan đục. Đấy mọi người nhìn nhá, không taxi dịch vụ luôn. Đấy, kính hạ vẫn còn rất là ok. Và thưa quý vị các bạn, nội thất ghế da đằng sau ghế da zin này rất là đẹp luôn. Đấy, ghế da này thì em đánh giá 7 điểm, còn trần nỉ thì sạch sẽ. Trần nỉ cũng chỉ 6-7 điểm thôi. Có chiếc xe thì có gắn thêm cả cái vạt che nắng này nữa, cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là tiện. Và chiếc xe gia đình một ông chủ cũ đang đi và bây giờ thì bên bán lại cho bên Buzi Auto. Lốp đằng sau sử dụng Dunlop, một hãng lốp nổi tiếng của nước ngoài. Và thưa quý vị các bạn, vành 15, lốp 185 tỷ lệ 60 cũng khá là ok, lốp Thái Lan ạ. Đây, cua lốp này còn ngon luôn. Cua lốp vẫn còn sạch sẽ. Đúng là bất ngờ, không hiểu sao tại giá nó lại rẻ như thế. Vâng, tại bên em mua rẻ thì bán rẻ thôi, chả tội gì. Bán cho mọi người đắt để làm gì, để cho nó nhanh bán. Buôn bán thì cũng một chút lời thôi. Còn đâu là mình mua bán chủ yếu cái là để làm sao cho buôn bán nhanh chóng, gọn gàng. Vâng, được khuyến mại thêm cả một cái thùng xốp nữa. Đấy. Lốp sơ cua này mọi người nhìn nhá. Lốp lại còn vành la răng 5 chấu xịn luôn, xịn xò luôn, lốp cực kỳ to luôn, hầm hố. Vâng, đấy. Cốp thì cực kỳ rộng. Và các cái phần sơn si mọi người nhìn này, keo chỉ này. Đấy.
tương đối khá là ổn luôn. Nói chung là tiền nào của đấy, mua chiếc xe này thì không phải nghĩ ngợi luôn là về vấn đề là chất lượng, đi xe cực kỳ làm chặt êm. Vâng, đó. Mọi người có thể nhìn đấy, tổng thể ngoại quan kính zin nhá. Vâng, kính zin luôn đấy ạ. Vâng. Và đây kính cũng zin ạ. Zin tất cả kính ở trên xe này luôn. Và đây cửa thì đóng mở êm khít chắc chắn này. Tapi sạch sẽ không khoan đục. Cửa chỉ lên xuống mà một nút bấm thôi và auto toàn bộ luôn. À, con này có cửa gió đằng sau, cửa gió thì mất nan. À nan chìm. Đấy, xin lỗi quý vị các bạn. Đấy, mọi người nhìn nhá. Còn ghế da khá là sạch sẽ và ghế da zin luôn. Đấy, đóng mở rất là chắc chắn luôn. Lốp bên này thì sử dụng lốp Briton, vành la răng 9 chấu, lốp 185 tỷ lệ 65, vành 15, phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Cua lốp thì vẫn còn tương đối khá là đẹp. Đấy, không han gì, không mục mọt. Vâng. Phần cánh cửa phía lái thì mọi người có thể nhìn là chung một phím bấm đầy đủ luôn. Điều khiển 4 cổng một chạm mà điều khiển gương kính chỉnh điện đây, gương chiếu hậu đây. Nhưng thưa quý vị các bạn, con này có một cái điểm trừ, đó là gương chiếu hậu hơi nhỏ. Vâng. Keo chỉ này, ngon luôn. Tapi sạch sẽ. Ghế da của người lái thì cũng rất là mềm, êm, dai chắc. Và chiếc xe thì nói chung là không có gì phải nghĩ ngợi về các cái điểm kia. Đây mọi người nhìn nhá. Đèn này, chế độ chiếu gần chiếu xa, tự động, auto. Đó. Còn màn hình LCD hiển thị đây, rất là rõ ràng, đang báo hai cái lỗi rất là nghiêm trọng. Đó là lỗi thứ nhất là không có xăng và lỗi thứ hai là ắc quy yếu, nhưng mà em bật lên phát hết luôn. Đấy. Bật lên phát chỉ còn mỗi lỗi thiếu xăng và cái lỗi phanh tay. Đấy, đương nhiên là em không đi thì em phải phanh tay rồi, còn đâu là không có một lỗi lầm gì luôn nhá. Chiếc xe thì mới đi được có 13 vạn thôi. Cực kỳ là ít đi. Tapi sạch sẽ này. Đấy mọi người, tablo rất là sạch sẽ luôn. Đó, mọi người có thể nhìn ạ, tablo sạch sẽ đẹp đẽ. Vâng. Và màn hình DVD hiển thị, màn hình 4K giải trí này, rất nhiều chức năng tích hợp luôn. Vâng, đấy, nhạc nhẽo đầy đủ, không thiếu một cái chức năng gì cả. Đấy mọi người nhìn ạ, có cả định vị toàn cầu. Những ai mà yêu thích cái mẫu này thì cứ alo cho Vũ Di Auto nhanh tay, không là chỉ có bay. Một chiếc xe giá rẻ mềm. Nhưng mà mọi người cũng thương em là đừng có trả giá nhá. Nói thật mọi người chứ tiền nào của đấy. Bây giờ mọi người cứ trả giá nghĩ rằng chúng em lãi lắm lãi vừa. Nhưng mà đấy, bán rẻ cho mọi người vừa nhanh ván lại vừa tốt. Đấy, không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Vâng, còn đây là phím điều khiển của chiếc xe. Điều khiển điều hòa quạt gió. Con này thì điều hòa cũng tương đối khá là mát. Tay nắm đã theo thời gian. Và thưa quý vị các bạn, đây cần số tự động đi nhá. Gảy số tay luôn. Đấy, rất nhiều chức năng hiện đại, hộp để đồ, rất là tiện lợi luôn. Ghế da thì được thêm cái bộ lót đầu nữa, cũng rất là tiện, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, đèn đóm sáng láng luôn, không thiếu một cái chức năng gì cả. Đấy, nói chung là mua chiếc xe này về thì quá là lợi rồi. Mình rẻ được bao nhiêu tiền. Và so với mặt bằng thị trường, chiếc xe này tầm 230, 220 nhá. Mọi người có thể tra bất kỳ đâu. Vâng, nhưng tại Vũ Duy Auto thì giá rất là rẻ, chỉ có 172 triệu đồng thôi. Vâng. Lắm lúc thì giá rẻ quá thì cũng không ngờ đến luôn đấy. Vâng. Vâng thưa quý vị các bạn, và đây trước mắt quý vị các bạn đang là khoang máy của chiếc xe. Khoang máy cũng khá là sạch sẽ, đặc biệt là đầu phần đầu răng không đâm đụng luôn đấy quý nhá. Đặc biệt là những cái đèn này là minh chứng của những vụ tai nạn nhưng không hề có một chút va chạm nào luôn. Đấy, đèn vẫn còn ngon luôn. Đấy, bên này cũng thế ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn tất cả các cái biểu hiện của đâm đụng tai nạn đều ở đây, nhưng mà đây không có luôn, xe rất là đẹp luôn. Vâng, một chiếc xe không đâm va, không ngập nước, máy móc hoạt động cực kỳ chắc luôn. Và cái dòng này nó lại phải khóa, nó cắm ở đây, nên là em bây giờ thì em lại quay lại xe để mở cho mọi người xem là chiếc xe chạy như thế nào nhá. Nói chung là không phải nghĩ luôn, một chiếc xe khá là ổn, ắc quy khá là to. Đấy, đấy, rất là sạch sẽ luôn. Khoang máy, khoang động cơ cực kỳ sạch sẽ, sáng láng. Đấy, không có gì phải nghĩ ngợi lăn tăn. Đấy, mua một chiếc xe mà giá vừa rẻ này, vừa chất này, là tiêu chí của Vũ Duy Auto. Keo chỉ này, keo chỉ đẹp nét căng luôn. Đấy, tapi sạch sẽ, tablo capo sạch sẽ và phần nỉ thì khá là ok, phần nỉ zin luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi khởi động chiếc xe này. Vâng, cái dòng xe này thì nó lại phải chui vào trong đè cái mở khóa lại bằng cái kia, mở khóa ở ngay trên đầu, cái giống Ford này nó hơi bị bất tiện tí. Đấy, máy đè lên rồi, rất là êm luôn. Máy đang chạy rất là êm, không lỗi lầm gì luôn nhé quý vị nhá. Đảm bảo cho quý vị các bạn không lỗi lầm. Hơi thừa này, mở hơi thừa ra luôn, không có hơi thừa luôn. Đấy,
Máy rất là chắc. Máy rất là chắc luôn. Chất luôn. Đấy. Nói chung là không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn. Máy rất là chất. Máy đang chạy và đang chạy cả điều hòa luôn á. Đấy, lại khách gọi rồi. Vâng, thưa quý vị các bạn, điều gì làm lên thương hiệu của Vũ Duy Auto? Vâng, đó chính là xe tốt, xe rẻ, xe chất. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp như thế này, giá chỉ có 172 triệu đồng thì hãy alo nhanh tay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng luôn chào đón quý vị và các bạn, và có chương trình lái thử những chiếc xe đẹp này để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, chung cùng kiểm tra. Vâng, em Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời, chiếc xe đẹp. Vâng. Đấy, nhạc nhẽo nghe rất sướng luôn, âm thanh Mỹ.